Từ đầu năm đến nay, giá cà tra nguyên liệu bắt đầu giảm dần và hiện nay giảm khá mạnh. Nguyên nhân là do ảnh hưởng tình hình xuất khẩu chậm. Ngoài ra, sản lượng cà tra vẫn còn khá nhiều nên các doanh nghiệp chưa mạnh dạn mua vào. Hiện nay, giá cà tra nguyên liệu được các nhà máy và thương lái hỏi mua đã sụt giảm chỉ còn khoảng 23.500 đến 24.000 đồng kg, giảm bình quân từ 5.000 đến 5.500 đồng kg so với thời điểm đầu năm. Với mức giá này thì hầu như là người nuôi không có lãi mà chỉ hòa vốn. Các nhà chuyên môn lưu ý người nuôi nên thận trọng trong việc phát triển diện tích lúc này, không thả nuôi ào ạt để rồi dẫn đến dư thừa nguyên liệu sẽ khiến giá rớt thêm.